Chưa đến 7 triệu đồng, anh chị đã có thể sở hữu cho mình một đôi lục bình đặt trong không gian thờ, vừa đẹp vừa sang và đặt phòng khách cũng rất là phù hợp nhé. Em Dũng xin được giới thiệu tới tất cả anh chị em là một đôi lục bình thân bình cong vét tư, đường kính khoảng 40 cm, chiều cao tổng cả đế là khoảng 1m55, họa tiết là chim công. Đôi này bọn em đang để cho khách hàng là giá 6,8 triệu, miễn phí ship đến tận miền Trung anh chị nhé. Họa tiết anh chị có thể nhìn thấy này, cái phần nổi bật của nó là chim công được vẽ theo lối đăng đối, có nghĩa là hai chiếc hai bên sẽ đối nhau qua cái trục ở giữa này. Một chiếc là chim công sẽ xòe đuôi bên này và phần còn lại thì xòe đuôi sang bên kia. Chim công là loài chim quý, chỉ đứng sau phượng hoàng thôi, là loài chim xuất hiện rất là nhiều trong các cái tích vẽ trên tranh đồng này, tranh lụa này, và bây giờ thì được vẽ trên các đôi lục bình của bên em. Đôi lục bình này thì thích hợp đặt với không gian thờ với ban thờ có chiều ngang từ 1m75 cho đến 1m97, tại vì nó có chiều cao khoảng 1m55, rất phù hợp. Ngoài ra đôi này là đôi tứ cảnh tứ quý, xuân hạ thu đông bốn mùa, là cái họa tiết rất là nhiều anh chị em cũng đã biết rồi. Đôi này thì rẻ hơn đôi chim công kia, nét vẽ không được đẹp bằng, tuy nhiên thì tài chính lại bớt hơn rất là nhiều. Anh chị có thể chọn đôi nào tùy thích, tuy nhiên em thể giới thiệu game về cái phần cụ thể của đôi lục bình này. Bốn mặt được chia thành bốn bức tranh, được chia tách nhau bởi phần khung. Đây là cành tùng tượng trưng cho mùa đông, cành trúc tượng trưng cho mùa thu, bên này hoa đào và bên này là hoa cúc anh chị nhé. Một đôi như thế này chiều cao cũng khoảng 1m40, cả đế là 1m55, thì các anh chị nào tài chính yếu cũng thể lựa chọn những đôi như thế này mà cho cái không gian thờ của mình vừa đẹp vừa sang. Ngoài ra có thể đặt phòng khách cũng rất là ok, cung tiến, đình đền, chùa phủ. Với cái lòng thành tâm của mình thì chọn một đôi lục bình giá vừa phải như thế này cũng đã rất là tốt rồi. Anh chị em nào có cái nhu cầu tìm kiếm các đôi lục bình thì nhớ tìm cái gốm Hoàng Phát của bên em để bên em tư vấn một cách nhanh chóng cũng như là có tâm nhất đối với anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.